con xin phép được gặp cô để con muốn xin lỗi cô về bữa ăn hôm trước ở nhà con. Chuyện đó mẹ cháu cũng gặp cô để nói lời xin lỗi rồi. Thế à? Thế thôi hả? Dạ, hôm trước cô có nói với con về việc hãy suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này, vì sẽ không còn đường lùi nữa đâu. Ừ. Nhưng sao? Dạ thưa cô, con biết là cô đang rất mất niềm tin vào con, nhưng mà con không dám hứa trước chuyện tương lai đâu ạ. Con biết là mỗi người khi yêu nhau đều mong muốn là mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng mà kết hôn không có nghĩa là về đích, mà chỉ là bọn con đã cùng nhau bước sang một chặng đường mới. Và trên chặng đường đấy thì vẫn sẽ có những người không may mắn, những người thất bại, những người đau khổ. Mà thực sự thì con cũng không rõ con Trâm Anh sẽ là những người may mắn hay thất bại. Này, cháu đang ngồi trước mặt mẹ của người mà cháu định kết hôn để nói là bọn con có thể sẽ ly hôn đấy hả? Con xin lỗi, nhưng là một người đàn ông, con không cho phép bản thân hứa những điều mà mình không biết chắc có làm được hay không. Con chỉ muốn xin cô cho con một cơ hội. Xin cô cho con cơ hội được làm Trâm Anh hạnh phúc. Con không giỏi giang, không giàu có, mà con cũng không giỏi nói những lời làm người khác yên tâm. Nhưng mà bố con đã dạy là khi nào mà mình gặp được một người phụ nữ mà khiến cho mỗi buổi sáng mình thức dậy, mình muốn mình tốt hơn mình của ngày hôm qua. Mỗi buổi sáng thức dậy mình muốn mình giỏi hơn mình của ngày hôm qua. Dù cho là người phụ nữ ấy có mắng mỏ, có trách móc mình, thì mình vẫn luôn cảm thấy vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thì hãy lấy người phụ nữ ấy làm vợ. Mình con xin cô, xin cô cho con cơ hội được ở bên cạnh Trâm Anh, được nghe cô ấy mắng mỏ con mỗi ngày. Chắc chắn vì Trâm Anh mà con sẽ tốt hơn. Con không biết mãi mãi là bao lâu, nhưng chắc chắn ở bên nhau chúng con sẽ hạnh phúc. Còn nếu xa nhau thì khổ lắm ạ. Mẹ sẽ khổ lắm mẹ. Không có đường lùi nào trong cuộc hôn nhân này đâu ạ. Lùi thì chết mất ạ. Mẹ, con cũng không lùi đâu. Hai đứa hãy nhớ những lời nói hôm nay. Hãy nhớ rằng hôn nhân là thứ bước vào bằng niềm vui, còn bước ra là đau khổ. Nếu đã cương quyết bước vào rồi thì hãy cố mà thương yêu nhau. Con cảm ơn cô ạ. Dạ mẹ. Nghe mẹ Ngọc nói gì chưa? Hử? Bước chân đi cấm kỳ trở lại. Và bước chân lại, mẹ Ngọc đánh cho què chân. Thế nên yên tâm một điều là
em sẽ không bao giờ bỏ được anh.